Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 29. Hiếu thảo cảm động trời đất. Sau khi hòa thượng tẩn liệm cho mẹ xong, ngài chuẩn bị đưa đi mai táng. Vào tháng 3 cũng là lúc băng tuyết tan ở Đông Bắc, nên đường đi bùn lầy trơn trượt. Những người bà con bạn bè khi quan tài rất e ngại về con đường khó đi này. Lúc sáng sớm xuất quan, trời bỗng rơi tuyết lạnh, phủ lên chỗ bùn lầy nước đọng. Dân làng tán thán rằng sự hiếu hạnh của hòa thượng đã cảm động được trời đất. Hòa thượng kể: vào ngày 19 tháng 3, tôi thiếu chịu một cổ áo quan và 300 đồng để chu tất tang lễ cho mẹ. Tôi thuê ban nhạc kèn trống, sắm sửa cơm và thức ăn đãi cho những người khiêng quan tài, chuẩn bị ngày hôm sau tới nơi chôn cất. Chỗ tôi ở cách xa nghĩa địa khoảng 7-8 dặm, nhưng gặp nhầm lúc sông tan băng. Ở Đông Bắc, theo con nước qua đào nên đường đi rất bùn lầy, người đi đường rất khó khăn. Ghi chú: ở Đông Bắc, lúc giữa xuân qua đào nở, mưa mùa xuân mới bắt đầu và nước sông cũng bắt đầu tan băng, khiến thủy triều chảy xiết, cho nên gọi là nước qua đào. Vào giữa đêm khoảng 2 giờ khuya, tôi nghĩ: người ta khiêng quan tài mà đường đi không được thuận lợi thì phải làm sao đây? Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện Phật Bồ Tát phù hộ. Tôi nói: con không có duyên với người, cũng không có duyên với trời. Nếu như chư Phật Bồ Tát cùng Thượng Đế có thể rơi tuyết lúc trời chưa sáng, khiến đường hết băng để cho dễ đi hơn. Tôi cứ vậy mà khẩn cầu. Kỳ lạ thay, đợi đến lúc gà gáy hừng sáng, quả nhiên trời rơi tuyết, nước đọng trên đường đều đóng thành băng, trên băng lại phủ thêm tuyết dày đến một tấc, cho nên mười mấy người khiêng quan tài đi không có gì là khó khăn và cũng không mệt lắm. Chúng tôi đến nghĩa trang lúc trời còn chưa sáng. Khi chôn cất xong cũng là lúc mặt trời lên, tuyết mới bắt đầu tan. Tôi nghĩ đây cũng là do cảm ứng đặc biệt của Phật Bồ Tát vậy. Ha ha ha, 问什么的说呵。